Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long Solar. Thế thì có rất nhiều anh chị mặc dù đã sử dụng đèn năng lượng mặt trời rồi, thậm chí gia đình mua đến 3-4 cái rồi, nhưng vẫn chưa biết là cái gì là cái quan trọng nhất đối với một chiếc đèn, hay nói cái khác là cái cách để mà chọn một chiếc đèn chuẩn hoặc là chiếc đèn tốt thì nó như thế nào. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ đưa ra cho anh chị ba yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta khi mà lựa chọn bất kỳ một chiếc đèn năng lượng mặt trời nào, chúng ta cũng sẽ biết cách chọn được một chiếc đèn năng lượng mặt trời tốt. Mặc dù anh chị có thể mua ở Hoàng Long hoặc mua ở bất kỳ nơi nào, anh chị đều có thể mua được một chiếc đèn tốt với giá nó phù hợp để chúng ta phục vụ về khi sử dụng trong gia đình cũng như là cho hàng xóm láng giềng, đường làng thôn xóm. Và xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu và theo dõi video này với em. Thì như anh chị đã biết, đèn năng lượng mặt trời, nghe cái tên gọi là chúng ta đã hiểu được rằng chắc chắn là nó phải chạy bằng năng lượng mặt trời rồi anh chị ạ. Và cái đèn năng lượng mặt trời nó sẽ gồm có 3 cái yếu tố rất là quan trọng. Thì đầu tiên là chính là cái phần tấm pin năng lượng, anh chị có thể quan sát đây. Cái yếu tố thứ hai chính là cái phần tấm pin lưu trữ ở trong này đấy. Và cái phần thứ ba chính là cái hệ thống chip LED. Thì đây là 3 cái yếu tố quan trọng nhất khi anh chị chọn cái đèn năng lượng mặt trời. Thế còn tất cả những yếu tố khác, ví dụ như là 200W, IP68 hay những cái thông số này, thì thực sự là nó chỉ là một yếu tố rất là nhỏ trong cái quá trình anh chị lựa chọn thôi. Mặc dù em là người bán hàng đấy, thì em cũng chia sẻ thực sự với anh chị để anh chị có thể lựa chọn được. Tại vì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các đơn vị họ in cái watt này rất là to này anh chị này, 1000W, 2000W đấy. Nhưng các cái thông số khác, ví dụ như em chỉ đấy, tấm pin rồi là LED, nó rất là bé đấy. Thì khi mà anh chị mua về là anh chị bị lừa, mua là đèn watt to mà nghĩ là nó sáng nhưng về thực ra nó rất là tối và rất là bé. Thế thì khi mà anh chị lựa chọn mua đèn năng lượng mặt trời thì đầu tiên nhé, em sẽ chỉ cho anh chị về phần tấm pin. Anh chị có thể quan sát, đa số các cái đèn năng lượng mặt trời hiện nay trên thị trường là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này, thì có hai dòng chính, một là mono, hai là dòng poly. Đấy thì anh chị cứ để ý những cái dòng poly là nó trông hơi xanh xanh như thế này này đấy, và dòng mono thì nó hơi đen đen. Thế thì những cái dòng mono thì thường là nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên cái giá thành chi phí nó sẽ cao hơn nên nó rất là ít được sử dụng, và nó thường là sử dụng cái tấm poly như thế này. Khi mà anh chị nhìn cái cell pin ấy, nó xếp trên cái tấm này, nó kín này, và cái khoảng trắng này nó ít này anh chị này đấy, thì gọi là poly, đủ công suất đấy. Và có những cái dòng tấm poly là người ta làm cắt bớt, tức là người ta làm cái khoảng đen này rất là ít và cái khoảng trắng này nó rất là rộng, mà bản chất cái khoảng đen này nó mới là cái phần tạo ra điện anh chị ạ, chứ không phải cái phần khoảng trắng này. Đấy thì anh chị phải lưu ý là khi mà chúng ta chọn tấm pin, một là chúng ta phải chọn cái tấm poly đủ, cái thứ hai là chúng ta phải chọn cái kích thước của nó phù hợp với lại cái công suất cũng như cái cấu tạo của đèn. Thì ví dụ như là cái đèn 200W ở bên Hoàng Long này thì là sử dụng cái tấm pin là một chiều là 60cm và một chiều này là 35cm anh chị ạ. Và với cái tấm pin như thế này thì nó sẽ phục vụ sạc được cho cái dung lượng pin ở bên trong này từ khoảng độ tầm 25.000 đến 35.000 mAh đấy, thì tương đương với khoảng tầm 4 quả pin đến khoảng độ 6 quả pin đấy, là tối đa là chúng ta có thể sử dụng cái tấm pin để sạc cho cái đèn này. Cái yếu tố thứ hai mà rất là quan trọng và nó sẽ phải ăn liền với cái tấm pin, đó chính là cái hệ thống pin lưu trữ. Thì thông thường với một chiếc đèn năng lượng mặt trời thì nó sử dụng hệ thống pin lưu trữ là lithium anh chị ạ, nó không phải sử dụng ắc quy đâu nhé. Ngày xưa chúng ta hay nghĩ là dùng ắc quy là để tích trữ, nhưng bây giờ nó có sử dụng pin lithium. Thế thì pin lithium trên thị trường nó cũng có rất nhiều loại anh chị ạ. Có pin là nó dẹt dẹt như này này, nếu anh chị đã từng mua đèn và đã biết, có loại pin thì nó vuông, nó cứng đấy, và có loại pin là pin tròn, pin sắt đấy. Thì trong các dòng pin em cũng đã trải nghiệm, và thực tế thì là cái loại pin sắt, pin tròn ấy, to bằng khoảng độ ngón chân cái ấy, anh chị ạ, đấy gọi là pin 32650 ấy, thì là cái pin nó rất là bền và dùng nó rất là ổn định anh chị ạ. Thì khi mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng pin đó. Và có một ưu điểm nữa là khi mà anh chị lựa chọn cái dòng đèn mà có pin đó thì chúng ta có thể đếm được dung lượng. Thì thông thường mỗi viên pin là dung lượng là 6000 đấy. Thì ví dụ như cái đèn này nó là chạy 5 viên pin này thì chúng ta có thể biết được là nó là 30000. Nhưng mà khi anh chị mua những cái dòng đèn mà nó sử dụng pin dẹp như thế này thì chúng ta không thể đếm được. Thì nhà sản xuất người ta bảo bao nhiêu là chúng ta chỉ biết ở đấy thôi. Nhưng cái dòng này là chúng ta có thể ước lượng được, và chúng ta có thể đánh giá là cái đèn này có đủ dung lượng pin không. Đấy thì đây là một cái ưu điểm mà dùng khi mà chúng ta lựa chọn cái đèn năng lượng sử dụng pin lithium và dòng pin tròn. Đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn như vậy anh chị nhá. Vấn đề thứ ba mà khi anh chị lựa chọn đó chính là hệ thống chip LED. Thì em thấy ở trên thị trường hiện tại là nó có rất nhiều cái dòng chip LED anh chị ạ. Có một số đơn vị người ta đánh vào cái tâm lý, tức là người dân thì hay thích là càng nhiều chip LED thì càng tốt, nhưng lại ngược lại là không quan tâm đến là loại LED gì. Thế thì
có một số đơn vị người ta làm cái led bé như này này, nhưng nó có loại led bé là 2835 thì bé bằng nửa cái led này thôi. Led này gọi là led 5730 anh chị ạ. Thì làm cái loại led bé thì đương nhiên là cái số lượng led nó sẽ rất là nhiều. Đấy, thì nhưng cái độ hiệu quả, độ sáng của nó chắc chắn là sẽ không bằng cái dòng led 5730 này. Và đối với những dòng đèn phổ thông thì đa số là anh chị hãy chọn cái dòng led 5730. Đấy là cái dòng led phổ biến, nó rất là sáng và nó rất là bền cũng như rất là ổn định. Thế còn cao cấp hơn thì nó có những cái dòng led 5054. Đấy, thì nó là cái dòng led to hẳn thì nó lại độ sáng lại khác, nhưng giá tiền nó sẽ là rất là cao. Thì anh chị có thể lựa chọn. Thì đấy là ba cái yếu tố giúp anh chị có thể biết được là khi mà chúng ta lựa chọn bất kỳ một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời nào thì chúng ta cũng hoàn toàn tự tin là chúng ta có thể lựa chọn được đúng. Thứ nhất là phần tấm pin, thứ hai là phần pin lưu trữ, và phần thứ ba là phần chip led. Anh chị chỉ cần quan tâm đến ba cái vấn đề đó thì anh chị hoàn toàn khi mà chúng ta mua tiền, bỏ tiền ra mua một chiếc đèn thì chúng ta sẽ hoàn toàn tự tin đấy, yên tâm mua được đèn chính hãng hoặc là đèn chuẩn chất lượng, chuẩn công suất. Trên đây thì em cũng đã chia sẻ cho anh chị nhanh và ba yếu tố giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn cái đèn năng lượng mặt trời chọn đúng và tốt. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865999515. Thì bên em sẽ tư vấn hoặc là hỗ trợ anh chị, giúp anh chị có thể hiểu rõ hơn về những chiếc đèn cũng như là chọn được chiếc đèn nó phù hợp, ưng ý với lại những nhu cầu của mình. Và cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.